Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng xe điện 3 bánh giá trung tầm trung, cầu điện 2 số, động cơ 60V 1500W. Các bạn xem video thì nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video mới lên và nhận được cái báo giá. Thì các bạn liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Bộ này thì chiều rộng thì rất là nhiều cỡ, bên em bán từ 60 đến 1m2 1m3, phanh đĩa thì có cả 1m5 nữa. Cấu hình của bộ này thì có thể chịu được tối đa là khoảng 7 đến 8 tạ là các bạn về số nhé, còn chạy số nhanh thì khoảng 3-4 tạ. Cấu hình thì cầu thì 2 số, như bộ này là cầu rộng 90, nhíp 6 lá, dài 70, động cơ 60V 1200W, điều khiển rất là to nhé, điều khiển đây. Điều khiển 24 sò này. Đấy. Bánh thì trang bị 3 bánh 500-12, cả trước lẫn sau là đều 500-12. Phụ kiện đầy đủ, phụ kiện phanh chân, phanh tay đầy đủ nhé. Đây. Rất là đầy đủ. Giảm sóc thì loại lớn này, Meyer trục 24 này, 25 rất là khỏe, trục to là rất là khỏe. Giảm sóc đơn này, vai đơn nhé. Đây. Nhìn cái vai rất là to này. Chịu tải tốt này. Trục phi 40 này, đoạn này 40 luôn. Rất là cứng cáp. Bộ này trang bị đơn giản, mặt đồng hồ có ổ khóa. Đây. Đây là mặt nhựa táp lô này. Ổ khóa bắt vào cái lỗ này. Đấy. Đồng hồ bắt vào đây. Ấn này. Các bạn tháo cái lẹp ra. Ấn cái mặt đồng hồ này chìm xuống cái phần nhựa này là được. Đấy. Trang bị cho khách hàng cả ống bi luôn, về nhà chỉ việc hàn thôi. Vòng bi cổ dưới rất là to. Đấy. Bi cổ trên thì nhỏ 30 52 30. Còn ở dưới là 40 và khoảng 62 gì đó. Bi rất là to nhé, trang bị đầy đủ kẹp ghi đông này, loại lớn này. Đấy, tay ga này. Bộ này thì đấu điện sẵn cho khách hàng luôn. Khách nào có nhu cầu cao cấp hơn thì mua thêm bộ dây điện để đấu thêm đèn đóm. Còn bộ này thì khách hàng ưu tiên là tối giản để về làm. Cầu liền rất là khỏe các bạn nhé. Cầu này thì không phải là cầu to đâu, nhưng mà nó là cầu liền chắc chắn. Hai tầng số, cần số này, dây sang số này, mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ 0983818955. Tốc độ của bộ này thì nó sẽ dao động số chậm khoảng 15, số nhanh khoảng 37. Đấy. Các bạn lưu ý thì sử dụng sang số hợp lý để tải hàng cho nó hiệu quả cao nhất. Mọi thắc mắc về kỹ thuật có thể trao đổi thêm về 0966818955. Mọi thắc mắc về giá thành thì có thể liên hệ 0983818955. Đây, mặt ốc này là chéo 10, cạnh 7 này. Đấy. Nhíp thì bản 5, dài 70cm, 6 lá, nhíp cũng rất là khỏe. Phanh tay và phụ kiện tai phanh 10 chiếc. Đấy, phụ kiện nhíp bên em thì đưa lúc nào cũng rất là đầy đủ, bao giờ cũng là 12 chiếc. Đu nhíp này, đu nhíp 12 luôn này, ốc 12 nhé. Mặt bích dày 7 ly. Đấy, vành dày, vành tàu dập mà gờ lổi đầy dày. Vành tàu 4 cân rưỡi này.
Cảm ơn các bạn đã xem video mình.